Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 triệu Loron của mình ha. Thì mấy hôm nay mình bị đau họng bên em nên là giọng mình nó không có như bình thường các bạn. Rồi, ok, quay lại trận đấu ha. Thì hôm nay mình sẽ cầm Loron đi rừng nha các bạn. Giáo án là mình làm giáo án full land luôn. Đấy, như cầu của anh em thì bốn vị trí kia là mình đã đi rồi, thì mid này là chắc chắn là phổ biến rồi. Rồi sau đó là mình cầm đi support, xong rồi tới mình cầm đi top, và sau đó mình cầm đi AD luôn, và cuối cùng là mình sẽ cầm đi rừng cho anh em nha. Trận đấu này là team mình là bích hơi choi, nên là bắt buộc là mình phải cầm con to lon này đi rừng. Đầu tiếp đầu game thì mình bích con Loro này để đi support, nhưng mà Toro nó không chịu, nó bích qua, nó không chịu đi rừng, nó bích Toro anh em. Rồi thì bắt buộc là mình đã bích rồi, thì bắt buộc bây giờ mình phải đi rừng. Thì có điều là con Loro này nó bị một cái là nó farm quá hay rất là chậm anh em, đâm tay nhỏ nữa, farm khá là chậm luôn. Nói nhưng mà một cái điều đặc biệt là này là mình không đem tóc không đem mình chạy nha, mình sẽ đem bất biến. Thì đem mình chạy thì nó lợi anh em farm quá rừng, nhưng mà đem đốc biến thì nó sẽ lợi trong giao tranh cho anh em hơn, thì anh em tạo được biến nó tốt hơn, với lại bắt lẻ nó cũng ok hơn. Thì cũng như cũ đó đó đó, rồi cầu dính nè. Ồ nhưng mà nó giải rồi, thôi nhưng mà lập mua than này thôi các bạn ơi. Lâm 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 rồi AD làm được luôn, từ 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 vô ép cái trụ luôn nè. Đấy, qua phiên bản sau thì có cái bộc phá hồi trong 6 giây, nếu như mà hạ được tướng địch nha, thì mình sẽ làm luôn cái Loron để bộc phá nha nè, chơi cả bộc phá luôn. Thì cầm Loron rồi cầm bộc phá mà vào giao tranh mà chỉ cần một lần lộng được tướng địch thôi là được thêm 6 giây để bộc phá, là quá ngon rồi bạn, quá lợi luôn. Thì mình vừa có một số nguồn tin nữa là thấy là Loron chuẩn bị như xuất hiện ở bên vương giả bên nhiều nè, nên là và được cái sức mạnh của Loron thì như là được trả y như cái sức mạnh khi mà lúc mà nó mới ra đó, cực mạnh luôn nha. Đấy, cái chiêu hay là khi mà lướt đi là anh em sẽ được miễn khống nha, quá là ngon luôn, y như hồi xưa đỡ né lôi điểu rồi các kiểu, cực mạnh luôn. Đấy, mình thấy là hơi bị ngon. Ông Lugo ông đập bằng cái tường rồi. Một bài này chắc xong rồi, tem nó đông quá. Đánh luôn nè, cậu ra nè. Ôi, nhưng mà tem mình đông hơn kìa. Rồi, lụm luôn. Quên châu vậy? Rồi, quá đẹp. Rồi, không có cái mạng rồi luôn. Đi rừng rồi không ông hai, để luôn. Quánh luôn hả? Ôi, tem mình máu gì? Được mẫu vậy nè. Mờ ganh ga nó cực mạnh đầu game rồi. Ở trên thì bị khoét hơi bị sâu nha. Trên thì có người thủ rồi thôi, nhưng mà mình đã biến về nên hồi máu đó rồi, mình sẵn mình lên mình hỗ trợ cho luôn. Ôi keo lên bảng luôn rồi kìa. Ô bị khoét hai đường nhanh vậy. Ô mới có 5 phút và mất hai trụ rồi. Hồi nó ăn luôn cái bộ xanh của mình rồi. Đánh luôn rồi, từ từ quay lại chơi nè, mình còn băng xương này, đánh nè, đánh nè, đánh cậu nè. Rồi dính ok, hạ được thêm luôn các bạn. Còn nhiêu nào mình còn xương nha. Đó, áo nháy lụm liền một bé nữa, double kill, bắt luôn làm chậm nó được không, bắt luôn. Được, không được, mình bọc sau. Rồi, ok. Bá đạo luôn nha anh em. Anh em có thử giao án này trong ranh nha. Ôi, ô men truyền thuyết luôn kìa. Này mẹ chân này nát rồi. Khoét tem mình hai cái trụ, giờ phải trả giá thôi bạn. Em có thể mang giáo án này vào rank test thử nha. Mình đã bảo với anh em là cực kỳ mạnh nha.
nhưng mà không biết là win hay không đây. Nhưng mà mình nghĩ là mình nghĩ mạnh là khi mà anh em lên tốc biến thôi, còn khi mà anh em lên điều trị nó không không có mạnh lắm đâu. Đi rừng nhưng mà mình đi rừng không nhất thiết là cầm mà phải phải cầm điều trị anh em. Giống như ngày lái bân á, đi rừng là đem tốc biến không đem điều trị nha, mà vẫn win ghê thiệt. Thì hôm nay mình cũng thử giáo án của lại bận vậy nè, đó là đem đi rừng nhưng mà đem tốc biến nha, không đem điều trị. Ngoài đánh Lodion nữa, Lodion thì đam tay nó không có rồi, dọn quá rừng là cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà hiện tại là em mình khá là lợi thế nha mấy bạn, 4-0-3 cho mình rồi nha. Em bạn thì có cái bộ bộ đôi là Iraq với lại tên nó khá là trâu á, nhưng mà cũng chịu không nổi theo mình nha. Ona 04 rồi kìa, anh này AFK gì á. À đúng rồi, quên nói với bạn nữa là Na đi top, còn Jill đi rừng nha. Hai thanh niên này như là tranh lane với nhau, cuối cùng là Na đi top. Rồi những này Na không có bù rồi, còn cái đúng cái đẹp. Qua 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 phụ 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 đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Đau quá nè, gọi lụm nó đâu ơi, đây mình đâu. Ôi bên này lỏ rồi, rồi xong rồi nè. Trời ơi sao lướt qua kiểu đó vậy, báo ơi. Hơi lỏ nha anh em. Không Toro thì ông cũng ông rồi không lên giải nữa. Niên báo không đi rắc với em thêm không, hai thằng nó choáng không, cũng đủ mệt nữa, nó không lên giải anh em. Kiểu như bích Toro là nó đi thì muốn phá luôn á, nên là quánh được kiểu bất cần là không không lên giải đi. Quánh mình lên như kiểu quánh mình lên đó, nó kiểu nó giống vậy. Nhưng mà không sao, lo được, lo được, lo ron đi rừng lo được nha. Mình đem dừng tốc biến chứ mình không đem dừng chị nha. Mà hình gà sẽ boss như đằng đó. Rồi xong luôn. Omen lại ảo tưởng cân 5 cân 6 nữa rồi. Em nói bây giờ có đồ rồi, trâu lắm. Đây 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 đây. Đấy, anh em cứ điều cầu anh em bắt chủ lực đó là lẫm. Rồi, lẫm luôn. Đúng một kill cho mình em. Có double kill không? Không có double kill rồi. Nhưng mà cứ bắt chủ lực trước đi rồi tính gì tính. Rồi. Mình sẽ ưu tiên lên cái trụ không mang trước cho các bạn. Ăn hết đi, ăn hết rừng của nó đi. Ăn được thì lấy trụ, lấy trụ, lấy trụ giúp cái đó. Rồi. Dạ, ui, 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 chém đâu vậy? Cầu nha. Rồi, vô, 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 vô cầu. Hồi không có ai vô chứ không phải đó, mình tính nè. Rồi tem mình lên cao là mình sẽ điều cầu vô thẳng luôn nha. Rồi mình còn tốc biến. Nhưng mà mình chưa có băng xương. Thì nó vô rồi. Mà cũng 5 ăn 5 thua đâu, không biết có rút ra được hay không, nhưng mà cứ đánh đi. Nè nè, ôi đừng có ăn bụi xanh của tao. Đánh nhau dữ rồi, đánh nhau dữ rồi. Ôi Omen chắc xích Na lại rồi. Na Na sao chịu nổi xích kiểu đó rồi. Omen nó đang xanh nó quật cho chạy không kịp. Đánh luôn nè, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn cầu nè. Từ từ từ. Ôi này nó trâu thế. Ôi con này mình bị choáng các bạn, mình không điều cầu qua kịp thằng AD.
mà pha đó nếu mà qua AD thì cũng không hạ được AD đâu. Thôi chủ yếu lấy đường thôi, lấy đường siêu cấp này. Xem mình hiện tại giờ xanh xanh không các bạn, có băng xu luôn rồi thì vô tranh là thơm nha. Kinh công, kinh công, kinh công. Rồi xong con công này chắc win luôn là vừa. Ồ, cái nhỏ trong sớm mình nó ồn quá, cái miệng nó to quá mày, la to quá. Cái gì em thông cảm nha, chơi mà la quá là. Let the people see how this world truly is. Khóc nữa đó. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, cậu vô nè, rồi quá đẹp luôn nè, rồi 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 lụm lụm hết mình còn xương, rồi lụm luôn đi rắc mình đi, rồi ôi Umen ăn hết vậy, rồi win 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 vô rồi. Win 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 đi, làm gì đi đi. Thôi đằng ná đẩy đằng dưới rồi, rồi xong mình luôn, đằng ná đẩy đằng dưới rồi, win đi, bắn trụ đi. Win đi, win đi, win 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 win. Hồi nào để em kẹp đâu rồi. Thôi giờ bán Loron đi rừng cho anh em nha.